Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me. Hình ảnh đại lộ Vinh Cửa Lò, khu vực trung tâm xã Nghi Phong. Xung quanh ấy, dân cư khá là đông đúc. Vị trí trung tâm, gần trường học, gần ủy ban nhân dân, gần trạm y tế. Có đầy đủ tất cả các dịch vụ tiện ích, dễ dàng kết nối với trung tâm thành phố Vinh và vùng du lịch biển Cửa Lò. Các bạn có thể đi tắm biển ở Cửa Lò và đi lên Vinh mua sắm một cách rất thuận tiện bằng cách di chuyển theo đại lộ Vinh Cửa Lò, 12 làn xe chạy. Chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một lô đất có diện tích là 100m2, bám đại lộ Vinh Cửa Lò, 12 làn xe chạy, thuộc khu vực trung tâm xã Nghi Phong nhé các bạn. Trung tâm xã Nghi Phong luôn. Thì lô đất này là có diện tích là 100m2, nguyên cái ô này này, bìa không vuông đâu các bạn nhé. Nhưng được cái ấy, là nó bám mặt tiền theo đại lộ Vinh Cửa Lò là 11,2m. Đại lộ Vinh Cửa Lò thì đang làm 12 làn xe chạy thì các bạn cũng biết rồi. Và nó chỉ cách ngã tư đèn đỏ của Nghi Phong đầu này này là khoảng đâu đó 150m thôi. Vị trí trung tâm xã Nghi Phong. Các bạn khi mua lô này thì có thể nghiên cứu làm văn phòng, rồi làm cà phê, làm siêu thị mini nhỏ trên diện tích đất là 100m2, bám mặt tiền đại lộ Vinh Cửa Lò 11,2m, cạnh sâu nhất của nó là 13,81m. Và nó bám hai mặt tiền đường, bên này có một cái đường nhựa nữa. Thì các bạn thấy nhá, là bên kia là trường học, trường cấp 1, cấp 2 Nghi Phong này, rồi ủy ban nhân dân xã Nghi Phong này, đi ra đây là ngã tư đèn xanh đèn đỏ này là trung tâm rồi. Những cái lô đất diện tích nhỏ ấy bám mặt đường đại lộ Vinh Cửa Lò ấy là rất hiếm các bạn ạ. Hiện tại thì trong bảng hàng của mình ấy có các lô là 100m2 này, 241m2 này, 259m2 này, rồi lô góc 420m2 này, rồi hơn 1000m2 này. Tuy nhiên lô này là nhỏ nhất, dành cho các nhà đầu tư có lượng tiền nhỏ. Mặc dù ấy diện tích nhỏ thì đi kèm với việc là đơn giá sẽ cao. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và nhớ cho mình like, comment, chia sẻ nhé. Nếu có nhu cầu tìm hiểu mua đất đại lộ Vinh Cửa Lò thì liên hệ mình. Số điện thoại của mình là 0968 420 275. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going on.